Hello anh em, nhiều anh em thắc mắc là mình có tặng ngọc ở trong mỗi clip mà mình mới ra không? Thì câu trả lời là có nha. Để anh em có thể nhận được cái giải thưởng là 300 ngọc ở mỗi clip mà mình ra, thì anh em hãy comment tên nhân vật kèm server, kèm thêm gọi là cái cảm xúc của anh em khi xem cái video này của mình nhá. Thì thấy bạn nào may mắn nhất thì mình sẽ gọi là tặng cho mỗi bạn là 300 ngọc nhá. Một bạn duy nhất thôi thì ngọc thì có đủ 9 server luôn cho anh em nhá. Mình sẽ vào cái shop của mình để mình mua tặng cho anh em nhá. Ok, chúc anh em may mắn nhá. Nếu anh em có nhu cầu mua nick, mua vàng, mua ngọc tự động giá siêu tốt thì anh em để truy cập ngay vào cái shop nick của mình, chính là shopfiming.com anh em nhá. Hiện nay thì shop đã bán vàng cho anh em là x6k1 anh em. Đó, có 8 server cho anh em luôn. Ngoài ra ngọc thì bán với giá là x6.7 nha. Khung giờ vàng có thể là bán ngọc với giá là x10 anh em nhá. Cực kỳ là tuyệt vời đấy anh em ơi. Ngoài ra các dịch vụ như là tìm đồ này, làm đệ, săn đệ, úp đệ tử thì đã giảm giá cho anh em là 20% nhá. Ngoài ra nick thì đã giảm giá cho anh em thêm là 40% nhá. Giảm giá trực tiếp vào nick rồi anh em ạ. Khá là top luôn anh em ạ. Nick thì có cực kỳ là nhiều luôn. Ngoài ra thì kho đồ đã cập nhật cho anh em hơn 1.000 đồ, đủ 8 server cho anh em tha hồ lựa chọn mỏi tay thì thôi anh em ạ. Ngoài ra bây giờ các random thì đã cập nhật rất là nhiều phần quà ngon, đặc biệt là kit code 20k này, bộ ngọc rồng 20k và đặc biệt cái capsule bí ẩn 20k anh em nhá. Và có 4 random tết cho anh em tha hồ chơi nhá. Cây đạo thần này, mở lì xì 2021 này, con heo vàng anh em nhá. Và cứ bạt mít, đặc biệt là anh em đua tốt để nhận phần quà hấp dẫn ở trong cái tháng này anh em nhá. Và anh em nào có nhu cầu thanh lý nick, thanh lý vàng thì anh em thể liên hệ qua Zalo 0364102 93, gặp bé Minh 8 tuổi anh em nhá. Hello và xin chào anh em, chào mừng em đã quay trở lại với kênh của mình nhá. Hôm nay thì anh em mình sẽ ngồi lại và tâm sự chút về cái vấn đề vàng hiện tại anh em nhá. Ok, thì tình hình là bây giờ giá vàng khá là căng thẳng, với lại là thỏi vàng thì không bán được, giao dịch thì lại bảo trì rất là ấy luôn. Thì có nhiều anh em thắc mắc là bây giờ mua vàng ở đâu giá rẻ chất lượng, thì hiện tại bây giờ ở bên cái gọi là cái shopfiming.com của mình anh em nhá, thì bây giờ thì gọi là vẫn có vàng để bán cho anh em. Đó, anh em nào cần vàng gấp thì cứ truy cập vào shopfiming lạp thẻ sau đó mua vàng anh em nhá. Đó, vàng thì có đủ 8 server. Hiện tại bây giờ mình đã gọi là bảo mấy anh em kiểu cùng làm với mình á, thì mình đã bảo những anh em đấy gọi là cố gắng gọi là tìm mọi cách để có thể là làm mọi cách bán đồ các thứ, nói chung làm kiểu gì để có vàng và bút vào bot ở shop của mình để bán cho anh em gọi là giao dịch nhanh gọn lẹ nhất anh em nhá. Hiện tại và shop mình thì vẫn còn 8 server cho anh em nào hiện tại bây giờ xem được clip này mà cần vàng gấp thì cứ truy cập vào cái shop của mình là shopfiming để mua nha anh em. Ngoài ra anh em muốn vàng nhiều hơn khi mua thì anh em có thể là vào cái vòng quay vàng này để thử vận may anh em nhá. Đó, lần này thì anh em có thể vào cái vòng quay vàng này hoặc là mua trực tiếp đây. Đó, hai cách rất là đơn giản nhá. Và anh em khi mua xong thì em truy cập vào gọi là anh em qua vách núi cao lốt khu 27 để mua anh em nhá. Ok, mình giới thiệu qua cái shop của mình. Còn anh em nào mua nick thì ở đây thì có rất nhiều giá siêu rẻ và khuyến mại cho anh em, được chưa? Rồi, và bây giờ anh em mình sẽ nói tiếp về cái vấn đề hiện tại anh em nhá. Đó, đây mình cho dẫn chứng cho anh em hiện tại bây giờ là vàng vẫn gọi là chưa giao dịch được anh em ạ, rất là nhức nhối luôn. Đấy, đây, à không, ở cái nick này cơ, đây là cái nick này này. Đây, bây giờ cho anh em xem này, giao dịch không được luôn, rất là bực mình luôn. Nhiều shop kiểu có kiểu lượng khách mua nhiều nhưng mà thỏi vàng cũng có bán được đâu, thì cho nên là cũng không được. Nói chung là mỗi shop thì có một cách hoạt động khác nhau, nhưng mà hiện tại shopfiming.com của mình thì vẫn còn vàng để cho anh em mua anh em nhá. Ok chưa? Đó, anh em cần gấp thì cứ truy cập và mua. Rồi thì tình hình là hiện tại á, thì mình cũng có gọi là xem cái clip của anh View 6 sao á, thì mình cũng gọi là cũng biết qua được cái thủ phạm gọi là bung vàng là ai rồi. Đó, thì anh ấy thì anh có bảo là Phạm Thanh Tú là chính là thủ phạm bung vàng. Thì cái bung vàng này thực ra là nó ảnh hưởng rất là nhiều đến tất cả các shop luôn, thật sự là ảnh hưởng rất là nhiều. Anh em nào mà hiện tại bây giờ đang giữ tầm 100 thỏi vàng, 200 thỏi vàng hay là 300 thỏi vàng đi chăng nữa, thực ra là đối với anh em thì anh em có bằng đấy thì anh em nghĩ là nhiều thôi, nhưng mà thực ra là mình và các shop khác thì ôm rất là nhiều thỏi vàng anh em nhá. Có shop còn lên tới mấy nghìn thỏi, mấy trăm nghìn thỏi thì cũng có. Nói chung là rất là nhiều, cho nên là anh em yên tâm. Thì nếu mà anh em mà vàng của anh em chuẩn á, thì chắc chắn là sẽ không bao giờ là anh em bị khóa lịch đâu. Yên tâm đi anh em nhá. Đó, còn sau cái vụ việc này thì mình nghĩ là cái vấn đề thỏi vàng này chắc chắn sẽ không, nó sẽ không gọi là như cũ được em ạ. Không như cũ là như thế nào, có nghĩa là nó sẽ kiểu giờ nó sẽ kiểu bán
Hiện tại bây giờ nhá, là anh em thỏi vàng này anh em phải mua được Santa đúng không? Anh em mua được ở Santa và anh em bán được với giá là ví dụ bây giờ là 37 triệu đúng không? Thì có thể là AD sau cái đợt này thì AD sẽ ra một cái khác để anh em có thể đổi được cái vàng này. Hoặc là cái mà AD mình nghĩ bây giờ AD nên là mở thêm cái giới hạn của nick gọi là chứa vàng đi nhờ. Mình thích cái đấy hơn, hoặc là có thể bán cái gọi là bán cái ô để có thể là mở cái gọi là vàng á, kiểu giữ chữ vàng á. Đấy thì hấp dẫn hơn, tại vì là nhiều lúc kiểu mình đập đồ ấy, nhiều lúc ức chế cực, kiểu đập đồ 4-5 sao thì không sao, nhưng mà đồ 7 sao trở đi á, 2 tỷ vàng nó ngốn nhanh vãi chưởng nha bạn, thật sự biết cả não luôn. Đấy, mình khuyên AD nếu mà xem được clip này của mình thì lên mở gọi là mở cái giới hạn mà đựng vàng đi. Đó, nếu mà AD mà kiểu muốn hút máu thì thôi, anh ấy, AD thì cứ mở thêm cái mục gọi là mở ô chứa vàng đấy, hoặc là có một cái chỗ nào để chứa vàng để cho anh em như bọn mình thì nó có chỗ để đựng vàng nó hấp dẫn hơn, được chưa? Rồi còn về cái vấn đề mà chú bé rồng thì ở cái fanpage với lại ở trong cái forum này thì hiện tại vẫn chưa có là bất cứ một cái động thái gì từ AD anh em nhé, chỉ là việc anh em lên đây tố cáo thứ thôi. Với lại hiện tại bây giờ đang có cái vấn đề về việc phá body anh em ạ. Khá là mệt luôn. Thôi cái này thì không sao. Đấy, thì trước mắt bây giờ thì kiểu giá vàng các thứ bây giờ nó cũng giảm đi nhiều rồi, thì cũng anh em phải chấp nhận thôi. Tại vì là kiếm vàng ở các shop thì để mà giao dịch nhanh gọn lẹ thì nó cũng khá là khó khăn, cho nên anh em thông cảm cho các shop nhá. Đó, và tình hình bây giờ để mà mình kiểu có vàng á, thì anh em nào kiểu bây giờ muốn mua ngọc qua vàng thì bây giờ mình vẫn bán anh em nhá. Đó, giờ bán luôn cho anh em server. Hiện tại bây giờ mình đang có server 1, server 2, server 6, 7, 8 là mình đều có ngọc hết anh em nhá. Cho nên anh em nào cần đổi vàng ra ngọc thì cứ liên hệ mình. Thì tiện đây thì thôi, mình sẽ thử cho anh em gọi là đổi ngọc lấy vàng anh nhá. Mình sẽ bán cho anh em xem này. Lần này mình sẽ bán gọi là mọi người bán nào thì mình bán thế đấy thôi, nhưng mà bán cái giá tốt cho anh em ấy. Đó, được chưa? Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành gọi là các thế giới nhá. Hiện tại mình thấy là có nhiều thanh niên là bán ngọc đây. Bán ngọc gọi là 100 triệu được không, bao nhiêu nhỉ? 100 triệu được khoảng 75 ngọc. Thì bây giờ mình bán một đây, mình sẽ bán 100 triệu được 85 ngọc đi. Đó, mình sẽ test thế giới nhá. Làm một slot cho anh em xem. Bán ngọc 100 triệu bằng 85 ngọc AL bao nhiêu cũng có mua PM nha. Đó, từ từ mình sẽ qua một khu nào đấy đi, khu 37 anh em nhé. Hoặc 37, ok, chưa chỉ 37, ok. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành là bán cho anh em 1-2 slot xong anh em mình off thôi nhỉ. Ok anh em, phải là có một thanh niên đến hốt gọi là 400 triệu anh em. Ok, 400 ngon, được 400 triệu anh em. P 400 nhân với 0.9 được 360 ngọc anh em ạ. 360 cho hẳn 365 đi, 365 đi, ký hẳn 365 đi. Đó, ok, ngon rồi. Nói chung là mình hiện tại mình đã sửa lại giá rồi, nói chung là giá khá là tốt. Thề luôn anh em nhìn này, cái này này, mình bán 200 ngọc vẫn có người mua, đã hiểu kiểu gì. Bực hết cả mình anh em ạ. Mình tính là để cái găng đấy đỡ chật dương, nhưng mà tự nhiên lại có người mua chứ. Phải thật. Thanh niên kia vẫn chưa ký ta. Ký đi. Thanh niên kia vẫn chưa thấy orb anh em ạ. Từ từ. Ai mua thì cứ từ từ. Đây 360. Ok, rồi một slot nha. Xong một slot anh em ạ. Ngon. Rồi, lại slot tiếp theo anh em ạ. Nói chung là bán này thì có được lời không, nhưng mà thôi, bù lại mình được có vàng để bán lại cho anh em thì nó cũng được, nó cũng đỡ. Đấy, đỡ. Đấy là cách mà mình kiểu mình có vàng để bán cho anh em thôi. Đấy, gọi là cách gọi là chữa cháy anh em ạ. Đủ má. Thôi,
Rồi, và anh em nào mà cần mua thì cứ liên hệ qua mình nhá, mình vẫn hỗ trợ để bán cho anh em. Ok, cảm ơn em đã dành thời gian xem clip của mình nhá. Bye bye anh em và hẹn em trong thời gian sớm nhất nhá. Bye bye.